Trước khi các giống loài trên trái đất xuất hiện thì trong Minecraft đã xuất hiện một cái giống loài mới, một giống loài cổ xưa của loài Enderman, đó chính là Enderman khổng lồ. Và những loài Enderman này thường sống theo bầy đàn, và kẻ đứng đầu chính là vua, và những cái tên ấy gọi là vua Enderman khổng lồ. Thì đây chính là vương quốc của những con người Enderman khổng lồ, một cái vương quốc và có thể kết hợp giữa nhện, zombie, tất cả loài phù thủy, và được đứng đầu bởi vua Enderman. Vua Enderman chính là ngài vua vĩ đại nhất trong Minecraft, và ngài vua này thường chỉ di chuyển 2 lần trong 1 năm tại vì tuổi già sức yếu. Nhưng đó là vị vua khổng lồ, còn đây là con của ngài ấy. Vị vua khổng lồ đã mất cách đây hàng ngàn năm rồi, và đến bây giờ thì cả lâu đài này và tất cả những đội quân ở đây đều do con ngài ấy chỉ huy. Nhưng xảy ra một cái biến cố cực kỳ nguy hiểm trong cái vùng đất này. Trước khi mà ngài Enderman khổng lồ mất thì nơi đây là một cái nơi cực kỳ an toàn và bình yên nhất ở trong lịch sử Minecraft. Nhưng cho đến một thời gian sau khi ngài ấy mất thì nơi này đã biến thành một cái nơi mà bọn quái vật, bọn phù thủy muốn đến là đến và muốn phá là phá, và biến nơi này thành một cái nơi không có vua. Và từ đó đã đuổi ngài vua Enderman ra khỏi khu vực này, và bọn cướp đã chiếm lấy cái tòa lâu đài này. Ôi, bọn quái vật đang đuổi mình ra khỏi tòa lâu đài này. Thôi rồi, mình phải dịch chuyển đi ra chỗ khác nhanh mới được. Nhưng mà xung quanh cái khu vực này làm gì có cái chỗ nào để mà sinh sống chứ. Nếu mà mình đi vượt qua cái khu vực ngoài biên của cái tòa lâu đài này thì mình sẽ bị tan biến. Thôi, đây nè, bây giờ mình sắp bị tan biến rồi nè. Bây giờ cơ thể mình chỉ còn là một cái luồng khói hư không màu tím thôi. Ở đây có một cái hang nè. Được rồi, mình sẽ tạm trú ẩn ở đây. Mình sẽ đợi thời cơ thích hợp và mình sẽ giành lại cái tòa lâu đài này mới được. Sau khi mà bị bọn quái vật và bọn cướp đuổi ra khỏi tòa lâu đài của ngài ấy, thì ngài vua Enderman đã dịch chuyển đến một cái hang động gần tòa lâu đài mà bọn chúng không hề hay biết. Và ở nơi đây, ngài đã âm mưu và lập một kế hoạch cực kỳ gian dạ, và cũng chính là cái kế hoạch để mà lật đổ những cái tên đó dám xâm nhập trái phép đến tòa lâu đài ấy và quyết tâm giành lại tòa lâu đài. Ở nơi đây, từ ngày vua Enderman, ngài đã trở thành một nông dân Enderman và đã sinh sống tại nơi đây gần 10 năm. Và cuối cùng thì ngài ấy đã phát hiện một cái bí mật của cái hang động này. Hơi, lại là một ngày mới nữa rồi. Được rồi, mình xem nào, mặt trời ngày hôm nay... ngày hôm nay trời không có mây luôn à. Được rồi, như vậy là sẽ tốt cho mình, thuận lợi rồi. Tiếp tục cái công việc đào mỏ của mình thôi. Mình đang đào vào bên sâu bên trong, không biết là bên trong có những cái bí mật gì. Mình nghe nói là những cái tên lính Enderman và những cái con quái vật xung quanh đây, nó nói là những cái bức tường mà mình đã đào gần 10 năm nay rồi, và nó có ẩn chứa một cái bí mật. Nhưng mà mình đã đào nát cả cái khu vực hang động này rồi nhưng mà vẫn chưa có thấy một cái bí mật nào gọi là hoành tráng hết. Được rồi, ở đây còn một số đá nữa nè, mình sẽ cố gắng đào xong ha. Rồi, và đây là cái tầng đá cuối cùng mà mình đào trong 10 năm qua rồi. Thôi, để xem nào, hy vọng là bên dưới này có những cái món đồ hay là cũng như bảo vật hay là của cải gì đó cho mình, hoặc là những cái món gì đó mình có thể trả thù được những cái tên đó dám cướp nhà của mình. Ôi, thì ra ở đây chính là một cái hang động. Để xem nào, mình sẽ đào đá xuống từ từ nào. Cũng lâu ngày rồi mình vẫn chưa động tay chân với bọn zombie. Rồi, đào bên đây nữa. Ok, đi xuống rồi. Wow. Ôi, ở đây có một tên zombie nè, mình sẽ đánh nó. Sẽ đánh nó bằng cúp. Ôi. Ây da, lâu ngày rồi, năng lực của mình đã mất đi giá trị rồi. Ôi, mình sẽ chuyển qua bên đây. Ôi. Bọn zombie này kinh khủng thật. À, đúng rồi, mình nhớ rồi, bàn tay của mình có thể điều khiển được đá. Rồi, mình sẽ ném những cái tên này. Ôi. Rồi, mình sẽ lấy đá, mình ném những cái tên này mới được. Mình sẽ đánh bại những cái tên zombie mà không cần dùng đến tay của mình. À, bọn zombie mình dịch chuyển lên trên kia thì bọn ấy sẽ bị đánh lạc hướng. Rồi, nhưng mà những cái tên zombie này có vẻ như khá là mạnh. Rồi, mình sẽ dịch chuyển lên đi. Mình sẽ đợi thời cơ đây. Cuối cùng thì mình cũng đã tiêu diệt hết bọn zombie ở khu vực này. Và mình phát hiện ra một cái điều là ở đây có một cái cánh cổng bằng nước.
Và cái cánh cổng này có thể dẫn ra bên ngoài, vậy là trước giờ mình vẫn không biết. Đây chính là kho báu của những người cá ở nơi đây, nhưng mà hình như họ đã mất tích cách đây mười mấy năm rồi. Còn để lại đây một cái kho báu gì đây? Wow, thì ra đây chính là cái cây gậy người cá trong truyền thuyết. Và đây là khẩu súng của những người cá mà đã thu thập được của những cái tên cướp biển. À, và đây là chính là những cái khẩu súng thời cổ đại, chưa súng bằng đá và nạp đạn rất là lâu, nhưng mà thôi có dùng là may rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi lên bờ đây, sẽ đi bằng cái đường này. Ok, cái đường này thì là tạo ra một cái cổng dẫn ra lên trên mặt nước đó. Wow, tuyệt vời. Rồi mình sẽ tìm đường nữa để mà thoát lên trên lâu đài của mình thôi. Ở kia có thuyền kìa, có thể là bọn cướp và bọn phù thủy đã trở lại rồi. Không biết mình có thể tiến ra bên ngoài bên thuyền kia được không. Thôi xong rồi, thôi xong rồi. Ôi, mình đã dịch chuyển xuống nước mất rồi. Ôi, cũng may mà mình vẫn chưa ra ngoài biên giới. Nếu mà mình ra ngoài kia thì có thể là mình sẽ bị mất mạng rồi. Mình sẽ bị tan biến trong không khí luôn. À, có lẽ là cái kỹ năng dịch chuyển của mình bỏ khá là lâu rồi. Mình không thể nào mà dịch chuyển một cách xa được. Mình sẽ dịch chuyển từ từ lên. Rồi, mình sẽ dịch chuyển lên cái trực thăng này để mà thám thính tình hình nào. Ui. Ôi, rồi. Tạm thời đứng ở đây đây. Sau khi mà từ sáng đến giờ mình đã sử dụng radar của chiếc trực thăng này và mình đã phát hiện ra được, các bạn biết gì không, một số rất là nhiều con quái vật ở bên trong cái lâu đài của mình, và hầu hết bọn chúng là đều là những cái con quái vật khổng lồ. Và bây giờ thì mình sẽ sử dụng một cái quả táo vàng của người cá và mình sẽ xuống dưới tấn công đấu với bọn này. Ok, được rồi, mình sẽ dịch chuyển qua bên đây. Đầu tiên là mình sẽ sử những cái tên đầu nhỏ trước, mình sẽ sử những cái tên tí hon. Rồi những cái tên tí hon này mình sẽ lấy vũ khí của người cá rồi mới có thể đánh bại được bọn này, tại vì bọn này rất là trâu lì. Ok, được rồi. Ấy da, ui, từ từ mình sẽ dịch chuyển lên trên kia cái đã các bạn ơi. Từ từ mình sẽ đổi thành hình dạng Enderman bình thường để mới có thể đánh bại được bọn này. Rồi mình sẽ dịch chuyển qua bên những cái tượng gà đằng kia. Rồi mình sẽ sử dụng thuật biến hình thành Enderman bình thường. Rồi như vậy là mình đã biến thành Enderman bình thường, và bây giờ mình có thể đấu với bọn chúng được rồi. Ôi, sau khi mà mình dịch chuyển nó trên đây thì mình mới thấy phát hiện được là ở nơi đây có một cái tên quái vật khổng lồ tên là Hood. Ôi, một cái tên người đô lầm. Còn ở dưới là quái vật heo, và quái vật heo này được lai với nhện cực kỳ khổng lồ luôn. Rồi mình sẽ va đấu với cái tên được gọi là bàn chế tạo ma quái. Rồi mình lấy súng bắn với nó mới được, đập đạn cái nào. À, mình lấy những cái viên súng của cướp biển. À thôi, mình sẽ vào đấu với nó luôn. Wow, để xem là ai mạnh hơn ai đây. À, cái tên này rất là yếu luôn các bạn ơi. Trời ơi, ôi nó rơi ra cái gì nè. Táo vàng. Wow, đúng là vũ khí của người cá có khác các bạn. Trời ơi, đánh một vài đường thôi là mình có thể tiêu diệt được cái tên quái vật đó rồi. Còn bây giờ thì từ từ mình sẽ xử những cái tên zombie con này mới được. Dạ, tôi con này thì chạy đi đâu ha. Và mình phát hiện ra một cái tên, mình nghe nói đó, những cái tên quái vật gần đây nó có nói là ở đây có một cái tên giả mạo mình, đó chính là một cái tên Enderman luôn, cũng rất là giống mình nhưng mà nó không phải là mình, nó giả mạo để có thể điều khiển được những bọn zombie creeper và những cái tên quái vật khổng lồ nữa các bạn. Oh man, nổ một lỗ luôn rồi. Thôi không sao, mình sẽ qua đây đấu với cái thằng này mới được. Ống phi tiêu này để xem là có thể hơi hám gì với nó không. Rồi được rồi, để xem nào. Ây da, đánh mặt lùi nữa hả con này, ghê vậy. Có thật. Ây da, ôi rồi, mình không thể nào mà vào bên trong được. Mình sẽ dịch chuyển lên. Hình như da của con này được làm từ đá địa ngục quá các bạn ơi, không thể nào mà đánh thủng được. Rồi mình sẽ lấy súng bắn những cái con gần ra trước ra. Rồi súng này cù quá, lại hết đạn nữa rồi. Mình sẽ lấy chùy gai của người cá và đánh với bọn này. Được rồi, mình sẽ lên trên kia cố gắng tiêu diệt cái con này, rồi sau đó mình sẽ xử cái con quái vật heo. Tuy hình dáng nó khổng lồ nhưng mà máu của bọn này không thể nào mà mạnh bằng mình được đâu các bạn. Các bạn biết mà, mình là vua Enderman có thể biến hình được mà. À, nó cứ tưởng là mình là một cái tên Enderman bình thường mà dám bay vào đánh với mình hả? Dám đấu với mình sao? Rồi, thằng này mình sẽ dịch. À,
Lần này mình sẽ lấy những cục đất này mình ném đó. Hả, một con quái vật heo nó sẽ không biết mình ở đâu hết. Ồ, ôi giật. Ui, ghê vậy. Ồ, ồ. Rồi, được rồi, được rồi. Còn đây là chính là cái con quái vật heo canh gác cái cổng của cái tòa lâu đài cũ của mình rồi các bạn. Ôi, nhưng mà mình cũng đã đánh bại luôn rồi. Hình như là mình quay về đây là sức mạnh của mình tăng lên gấp bội lần các bạn ơi. Và mình đã trở thành một cái con Enderman mạnh nhất của cái vùng này. Đúng là vùng đất quê nhà của mình. Mình được trả lại sức mạnh rồi. À, thì ra đây chính là tên vua Enderman giả mạo sao. Được rồi, lần này mình sẽ tấn công và tiêu diệt cái tên này mới được. Rồi, mình biến mất bọn zombie một cách nhanh chóng luôn, đúng là trở thành vua Enderman có khác. Hay, như vậy là mình đã hoàn thành cái sứ mệnh của mình rồi các bạn. Và bây giờ mình sẽ trở thành lại vua Enderman khổng lồ như trước đây đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xây dựng lại cái tòa lâu đài này mới được. Nó đã quá cũ kỹ và mục nát rồi, bọn này không biết chăm sóc gì hết. À, bây giờ thì đúng, đây chính là cuộc sống của vua Enderman nha. Nếu như các bạn thấy video này hay thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh của mình để nhận những video mới nhất nha. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh của mình nếu như các bạn thấy hay nha. Và bây giờ thì tạm biệt mọi người.